Quốc hội khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ 8 để xem xét quyết định về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Người trẻ trong độ tuổi từ 22 đến 39 tuổi đang là nhóm khách hàng có nhu cầu mua nhà chủ lực thay thế cho nhóm trung niên. Ngày nay không ít các bạn trẻ vì khát khao mua nhà đã lao động bất kể ngày đêm, thậm chí là làm 2 cho đến 3 công việc cùng một lúc. Nhưng liệu mua nhà khi còn trẻ là tự chủ hay đang tự làm khó chính mình? Và mọi thứ thì nó đều dồn hết lên cái đôi vai của mình và mình cảm thấy rất là mệt mỏi. Mặc dù là mình cũng có thể đi vay ở những cái nơi khác được, nhưng mà thực sự là mình khi trước khi cái suy nghĩ đấy ập đến thì mình đặt ra một câu hỏi là liệu rằng là khi mình vay cái khoản tiền đấy ở những nơi khác thì mình có trả được không? Vâng, áp lực khiến cho nhiều người bị cuốn vào guồng quay của công việc, kể cả khi đã về nhà vẫn không thể thoát ra được. Nhưng bắt đầu từ ngày hôm nay, luật quyền ngắt kết nối ngoài giờ làm việc chính thức có hiệu lực ở Australia, tức là người lao động có quyền được từ chối những cuộc gọi, email hay là tin nhắn từ cấp trên. Thông tin đáng chú ý trong phần tin quốc tế. Mời quý vị hãy cùng với Hải Yến bắt đầu chuyển động 24 giờ. Với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, sáng nay Quốc hội đã khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ 8 để xem xét quyết định về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự kỳ họp. Trước khi bắt đầu kỳ họp, Quốc hội đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, tấm gương sáng ngời về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Người đảng viên cộng sản kiên trung, có uy tín lớn của Đảng, người đại biểu Quốc hội cống hiến trọn đời cho Tổ quốc và cho nhân dân. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, trong một ngày diễn ra kỳ họp, Quốc hội sẽ thảo luận cho ý kiến về việc miễn nhiệm Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, miễn nhiệm Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao để nhận nhiệm vụ công tác khác, phê chuẩn miễn nhiệm một Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp để nhận nhiệm vụ khác, phê chuẩn miễn nhiệm một Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nghỉ công tác, bãi nhiệm một đại biểu Quốc hội. Quốc hội cũng sẽ thảo luận cho ý kiến về việc bổ sung một Phó Thủ tướng, phê chuẩn bổ nhiệm 3 Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, bầu Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thảo luận kỹ lưỡng để việc quyết định công tác nhân sự đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, đạt sự đồng thuận, thống nhất cao. Tiếp đó, Quốc hội đã tiến hành các nội dung theo chương trình kỳ họp. Vào sáng ngày hôm nay 26 tháng 8, học sinh các cấp tại thành phố Hồ Chí Minh quay trở lại trường sau những tháng hè, và thông tin cụ thể biên tập viên Mạnh Cường sẽ cập nhật đến quý vị. Xin mời anh Mạnh Cường ạ. Vâng, chị Hải Yến, xin kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, trong buổi sáng ngày hôm nay thì 1,7 triệu học sinh ở thành phố Hồ Chí Minh đã trở lại trường học. Như vậy là cùng với học sinh tiểu học tựu trường trước đó một tuần thì tính đến ngày hôm nay, học sinh các cấp học ở thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức quay trở lại trường học với tâm trạng vui vẻ, phấn khởi để bước vào năm học mới. Ngay từ sáng sớm ngày hôm nay thì đã có rất nhiều các em học sinh có mặt ở đây để quay trở lại trường học sau một thời gian dài nghỉ hè. Ở một ngôi trường mà có gần 3.500 học sinh với số lượng học sinh trung học phổ thông đông nhất của thành phố Hồ Chí Minh, tâm trạng của các em rất là hồ hởi, phấn khởi để quay trở lại gặp gỡ bạn bè cũng như là thầy cô giáo để bước vào năm học mới. Em hy vọng thầy cô và bạn bè hòa đồng với nhau và có thể xây dựng một ngôi trường thật là hạnh phúc và tuyệt đẹp. Em rất là bồi hồi khi quay lại trường, tại vì năm nay là năm học cuối của tụi em trong bộ trang phục này và tụi em sẽ chuẩn bị bước vô kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Điều đó là khi em rất là nao nức muốn quay lại trường. Hôm nay có 35 bạn đến, 2 bạn chưa đến, thì hy vọng vào thứ năm 29 tháng 8 thì các bạn sẽ đến đầy đủ. Mà nếu như so sánh với chỉ số như vậy thì 35 trên 37 cũng là một điều tuyệt vời ạ. Năm học này, Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất các chính sách để thu hút và giữ chân giáo viên, đặc biệt chăm lo đời sống giáo viên các môn học khó tuyển giáo viên. Các em học sinh và phụ huynh, các bạn đồng nghiệp có một cái năm học thật là thành công, đạt được nhiều thành tích và đặc biệt là chúng ta thực hiện được cái mục tiêu xây dựng trường học hạnh phúc, mang đến niềm vui trong học tập, trong sinh hoạt cũng như niềm vui cho người dạy. Năm học này, thành phố Hồ Chí Minh sẽ khởi công xây dựng thêm 70 trường học mới. Cùng với đó, nhiều quận huyện đã mở thêm một số trường tiểu học đạt 35 học sinh mỗi lớp theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đặc biệt, thành phố đã chọn một số trường thí điểm đổi mới dạy học ngoại ngữ, trường học sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai.
Thưa quý vị, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra ở ngõ 32 Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Hà Nội vào khoảng 21 giờ tối ngày hôm qua ngày 25 tháng 8. Trong lúc lửa bùng lên thì một cháu nhỏ mắc kẹt trong nhà đã may mắn được người dân cứu thoát. Lửa bùng lên từ tầng 1 của ngôi nhà rồi nhanh chóng lan lên tầng 2, khói đen đặc bao trùm. Lúc này thì một cháu bé đang bị mắc kẹt ở khu vực tầng 3 của căn nhà đã được người dân xung quanh nhanh chóng cắt cửa, đưa cháu ra ngoài an toàn. 6 xe chữa cháy cùng với hàng chục chiến sĩ đã đến hiện trường để dập lửa. Đến khoảng 21 giờ 50 phút đám cháy được dập tắt hoàn toàn và không bị cháy lan. Thưa quý vị, đây là hình ảnh của một chiếc xe đầu kéo đã bị lũ cuốn trôi khi mà cố đi qua ngầm tràn lúc nước lũ đang chảy xiết. Vụ việc xảy ra tại xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động của tỉnh Bắc Giang vào ngày hôm qua. Thời điểm đó tài xế vẫn đang ở trên xe, dù đã được người dân địa phương quăng dây để kéo vào nhưng tài xế đã tuột tay và bị nước lũ cuốn ra xa. Sau đó thì một số người dân đã dũng cảm nhảy xuống và đưa được tài xế vào bờ an toàn. Lực lượng chức năng đã canh gác, đặt cảnh báo tại ngầm tràn và đang tìm cách để có thể giải cứu chiếc xe mắc kẹt. Một vụ chặt hạ cây rừng tự nhiên vừa diễn ra tại khu vực rừng phòng hộ đầu nguồn thuộc thôn Tà Lênh, xã Đắc Rông của huyện miền núi Đắc Rông, tỉnh Quảng Trị. Vụ đốn hạ cây rừng đầu nguồn này diễn ra tại khu vực rừng thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa, Đắc Rông quản lý. Qua kiểm tra sơ bộ thì trên diện tích chưa đầy 800m², lực lượng chức năng đã ghi nhận có 10 cây rừng bị lâm tặc đốn hạ. Ngoài ra tại hiện trường cho thấy khu rừng này còn có nhiều cây rừng đã bị đốn hạ trước đó. 5 trường hợp trông giữ phương tiện trái phép dọc tuyến đường sắt đô thị trên cao Nhổn Ga Hà Nội đã bị xử phạt tổng cộng 24 triệu đồng. Đơn vị thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã huy động 40 cán bộ cùng với công an và chính quyền địa phương kiểm tra toàn tuyến, yêu cầu giải tỏa những điểm trông giữ xe trái phép. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng đã khảo sát và dự kiến bố trí những điểm đỗ xe trong phạm vi 500m xung quanh 8 nhà ga. Tuy nhiên, các điểm đỗ xe này hiện chưa được hoàn thiện. Trước tình hình đó, thì một số hộ dân đã lấn chiếm lòng đường vỉa hè dọc tuyến đường sắt đô thị để tổ chức trông giữ xe trái phép và thu giá tùy tiện. Khát khao mua nhà khi còn trẻ, nhiều người điên cuồng làm việc. Mình cũng đang làm tầng 2, đến 3 công việc và đến bây giờ cũng tiết kiệm được khoảng tầm hơn 400 một chút. Mình tin là đến tầm 4 đến 5 năm nữa thì mình có thể mua được một căn nhà riêng cho mình. Tự tin nhưng chưa đủ tài chính, đi vay là lựa chọn tối ưu. Cứ vay ngân hàng full thời hạn lên để cho cái gánh nặng tài chính hàng tháng nó nhẹ đi. Cho đến khi không thể cáng đáng được. Thì vay người thân để có thể trả được cái số lãi của ngân hàng trong các cái tháng mà có sự việc bé bị ốm. Lựa chọn mua nhà sớm, tự chủ hay tự làm khó mình. Vâng, thưa quý vị, an cư lạc nghiệp, quan điểm của ông cha ta từ thời xưa nhưng đến nay nó vẫn là áp lực với nhiều người trẻ đến mức được coi là thước đo của sự thành công. Bởi vậy mà nhu cầu mua nhà của người trẻ vẫn đang không ngừng tăng lên. Theo báo cáo mới nhất của Tập đoàn Công nghệ Bất động sản Property Guru, thì người trẻ trong độ tuổi từ 22 đến 39 tuổi đang là nhóm khách hàng có nhu cầu mua nhà chủ lực thay thế cho nhóm trung lưu trên 40 tuổi. Điều đó có nghĩa là nhóm khách hàng chính của thị trường bất động sản Việt Nam đang có xu hướng trẻ hóa về độ tuổi. Giới thiệu mọi người, đây là phòng của mình. Mình đang ở hai người, hơi chặt một chút. Chúng em đi làm suốt từ sáng đến tận tối luôn, cho nên không nấu cơm mà. Bất tiện, chật chội. Cuộc sống trong căn phòng chỉ vỏn vẹn 20m², lâu cũng thành quen. Không phải không đủ khả năng thuê được một căn nhà khang trang, mà chàng trai này đang tiết kiệm để mua một căn nhà trước tuổi 30. Phòng bây giờ gần như chỉ kê được một cái giường ạ. Giờ còn trẻ thì mình có thể ok, một mình chịu khổ một chút được. Tuy nhiên khi sau này có vợ có con rồi thì mình cũng không thể cứ lụp xụp như này mãi được. Mình đã có một khoản tích lũy, kèm theo đó là hàng lương hàng tháng nữa, mình cũng đang làm tầm 2 đến 3 công việc. Và đến bây giờ cũng tiết kiệm được khoảng tầm 4 đến hơn 400 một chút. Với cái lộ trình như mình đặt ra, mình tin là đến tầm 4 đến 5 năm nữa thì mình có thể mua được một căn nhà riêng cho mình. Tự tin, nắm bắt cơ hội kinh doanh. Chàng trai 26 tuổi này đã lên sớm kế hoạch mua nhà, xây dựng tổ ấm. Dù tài chính so với vạch đích mua nhà vẫn còn một khoảng cách, nhưng nhờ các hình thức hỗ trợ, anh đã không ngần ngại đặt cọc căn nhà đầu tiên. Kế hoạch trả chỉ trong khoảng 3 đến 4 năm là mình sẽ trả ra cái khoản vay. Cả gốc cả lãi mỗi tháng nó chỉ vào khoảng 11 triệu. Thì so với lại cái giá đi thuê hiện giờ mà mình vẫn đang thuê là 9 triệu rưỡi, cũng trong khả năng của hai vợ chồng cân đối được. Cứ vay ngân hàng full thời hạn lên
để cho cái gánh nặng tài chính hàng tháng nó nhẹ đi. Theo khảo sát của tập đoàn công nghệ bất động sản Property Guru, người trẻ từ 22 đến dưới 39 tuổi có nhu cầu tìm mua bất động sản nhiều nhất năm 2023. Cụ thể, ở nhóm tuổi từ 22 đến 34, nhu cầu tìm mua bất động sản tăng từ mức 39% năm 2021 lên hơn 42% trong năm 2023. Xu hướng này phản ánh khả năng tài chính tốt hơn của thế hệ trẻ hiện nay. Ngoài ra, việc mặt bằng lãi suất cho vay về mức thấp nhất trong vòng 20 năm qua cũng là động lực thúc đẩy người trẻ nắm bắt thời cơ để sở hữu bất động sản. Cơ hội khá là nhiều và mức lãi suất thì tương đối tích cực ở cái mức là đâu đó khoảng 9-10% một năm và có thể vay 15-20 năm. Hiện nay ngân hàng thương mại cho vay để mua nhà, sửa nhà là tương đối nhiều. Thông thường nó chiếm khoảng từ 35-40% tổng cái dư nợ cho vay bán lẻ của các ngân hàng. Cái đối tượng mà sử dụng tiềm lực tài chính tự lực để mua nhà ấy có tăng lên. Tỷ lệ người trẻ mua nhà dưới 30 tuổi khoảng là 10%, tức là cao hơn trước. Có cái sự dịch chuyển một chút là tự thân để mua được nhà. Với những triển vọng tích cực về thị trường lao động và sự tăng trưởng của nền kinh tế, nhiều bạn trẻ sẽ có nhiều cơ hội hơn để gia tăng thu nhập và sở hữu bất động sản trong tương lai. Và anh chị em nhà mình có 7 ngày. Các bạn trẻ hiện nay có thể làm từ 2 cho đến 3 công việc cùng một lúc, phần nào khiến cho thu nhập của họ có thể là tăng hơn so với thế hệ trước. Chưa kể là việc tiếp cận với những nguồn vay hay là trả góp cho việc sở hữu bất động sản cũng trở nên dễ dàng hơn. Tuy nhiên sau đó không ít người bắt đầu loay hoay trong những áp lực, những mệt mỏi mà có lẽ là chỉ những người trong cuộc mới có thể cảm nhận được. Quyết định vay tới 70% giá trị ngôi nhà với mức thu nhập của hai vợ chồng. Ban đầu mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát và nó chỉ mất kiểm soát khi có sự ra đời của những đứa trẻ. Nên lúc đấy là cũng phải chạy vậy đi vay, thì vay người thân để mình có thể trả được cái số lãi của ngân hàng trong các cái tháng mà có sự việc lúc là bé bị ốm ấy. Bây giờ bọn mình cũng quen rồi và tiết kiệm các mức chi tiêu lại. Tập làm quen với những áp lực để có được một căn nhà đứng tên mình, đôi khi nó còn là sự đánh đổi. Chấp nhận mua một căn nhà chung cư ở ngoại thành, đi quãng đường gần 20 cây số mỗi ngày đến nơi làm việc bằng xe máy. Nhưng bù lại, ở độ tuổi 30, anh đạt được cột mốc mà mình mơ ước. Ở những hôm trời mưa thì mình phải mất tới một tiếng. Khi mà di chuyển một tiếng trên đường đến cơ quan ấy, thì nhiều lúc cũng cảm thấy là hơi mệt mỏi, ít có thời gian dành cho bản thân. Và mình mất hẳn thói quen là đi tập thể dục. Sau này nếu mà có gia đình và có điều kiện tốt hơn thì mình cũng mong muốn là sẽ được ở những nơi mà gần cơ quan để cho làm sao thuận tiện trong việc di chuyển cũng như có nhiều thời gian dành cho gia đình hơn. Nhưng có nhà vẫn hơn không. Bởi với không ít người, giờ đang phải loay hoay tìm cách níu giữ những thứ sắp tuột khỏi tầm tay. Cầm trên tay tờ giấy báo tiến độ thanh toán, khi hạn đóng tiền nhà chỉ còn tính theo ngày mà khả năng chi trả gần như bằng không, chàng thanh niên này không còn cách nào khác ngoài từ bỏ. Và mọi thứ thì nó đều dồn hết lên cái đôi vai của mình và mình cảm thấy rất là mệt mỏi cho cái điều này. Mặc dù là mình cũng có thể đi vay ở những cái nơi khác được, nhưng mà thực sự là mình khi trước khi cái suy nghĩ đấy ập đến thì mình đặt ra một câu hỏi là liệu rằng là khi mình vay cái khoản tiền đấy ở những nơi khác thì mình có trả được không? Cho nên là mặc dù là rất là tiếc nhưng mà có lẽ rằng là bán cái căn chung cư này đấy là giải pháp mà duy nhất và tốt nhất cho mình ở thời điểm hiện tại. Từ bỏ trong sự tiếc nuối, không biết đến bao giờ mới lại chạm tay được đến ước mơ. Ở thời điểm hiện tại, ngôi nhà trong mơ của anh chỉ còn được hiện lên qua khung cửa sổ phòng trọ mà thôi. Mặc dù nhóm khách hàng trẻ quan tâm đến bất động sản đang có xu hướng tăng lên, nhưng một thực tế hiện nay đó là nguồn cung về nhà ở, đặc biệt là phân khúc bình dân còn hạn chế, đẩy giá nhà tăng cao. Theo báo cáo của thị trường bất động sản quý 1 năm 2024 của tập đoàn Property Guru Việt Nam, sau 6 năm tốc độ tăng giá trung bình của chung cư ở Hà Nội lên tới 70%, cụ thể là chung cư ở Hà Nội có giá trung bình là 46 triệu đồng một mét vuông, trong khi giá chung cư tại thành phố Hồ Chí Minh là 48 triệu đồng một mét vuông.
Và cũng theo báo cáo mới nhất của Numbel.com, một website chuyên thống kê về chỉ số mức sống tại các thành phố và quốc gia trên thế giới thông qua các cuộc khảo sát, đã chỉ ra rằng giá nhà tại Việt Nam năm 2024 gấp gần 24 lần thu nhập trung bình một năm của hộ gia đình. Vâng, và trên con đường theo đuổi giấc mơ có phần nhọc nhằn ấy, có những bạn trẻ đã quyết định rẽ sang một con đường khác. An cư với mỗi người được định nghĩa như thế nào? Có nhiều người nghĩ là phải sở hữu được một căn nhà thì họ mới đầu tư vào căn nhà đó. Nhưng mà với bản thân mình, khi mình thuê nhà, các bạn thấy là mình vẫn trang trí nhà rất là đẹp, hoa cành, lá cành, các thứ rất là đẹp. Bằng lòng với cuộc sống, dù không phải là căn nhà của mình, khi mục tiêu mua nhà ở tuổi 25 trở nên xa vời, cô gái này đã quyết định chuyển hướng. Mình sẽ đặt mục tiêu là báo hiếu bố mẹ trước. Thật sự là lúc đấy mình làm rất là nhiều công việc, nhưng mình thấy là công việc của mình đều là những công việc tự do, không có lương cố định. Mình cũng nảy ra một cái suy nghĩ là nếu mà không may có những khủng hoảng, biến cố xảy ra thì cái khoản vay mà dành cho mua nhà thì nó sẽ dành áp lực cho mình khá là nhiều. Khi mà mình nói bố mẹ là sẽ xây nhà cho bố mẹ thì thực sự là bố mẹ rất là vui. Mục tiêu mua nhà vẫn còn đó, chỉ khác nó không còn là tất cả với cô gái trẻ nữa. Còn với Hoàn, an cư đối với cô, hóa ra lại trên chính mảnh đất quê hương. Bởi giấc mơ mua nhà trên thành phố dường như là một điều xa xỉ. Đầu tiên nghĩ là về quê để thay đổi một thời gian thôi, chứ cũng không định là sẽ ở hẳn. Nhưng mà nó là một cái cơ duyên thôi. Về quê mình thấy có thể sống được ở quê, có tìm được một công việc, có thể có thu nhập ở quê. Thì mình có tiết kiệm được một cái số tiền là 50 triệu, gọi là để phòng thân thôi. Chứ không bao giờ dám nghĩ đến là sau này mình có thể mua được nhà hay là mua được xe hay là có một cuộc sống ổn định và sung túc hơn ở thành phố. Nhưng mà khi mà mình cầm một số tiền đó về quê, nó lại là mở ra cho mình một cơ hội rất là lớn. Và mình vẫn sống ở thành phố được mà, chẳng qua là mình sẽ không có những thứ như bây giờ. Những thứ mà Hoàn nhắc tới, đó là ngôi nhà, những mảnh đất để trồng dược liệu. Thành quả của sự nỗ lực suốt 3 năm vừa qua. Tìm cho mình những hướng đi riêng, chẳng cứ gì phải ở thành phố, bạn vẫn có thể sống hạnh phúc và tạo dựng nên nơi an cư của chính mình. Và tôi nghĩ là những bạn trẻ trong phóng sự vừa rồi thì cũng giống rất là nhiều những các bạn trẻ ở thời điểm hiện tại, khi mà giá nhà tăng cao quá thì mọi người quyết định là sống chậm lại, có thể là dùng tiền của mình để mà đầu tư lại cho bản thân, ví dụ đi học khóa học này hay trang bị cho mình những kỹ năng, từ đó thì có thể là nâng cao cái khả năng của mình và có những nguồn thu nhập tốt hơn, từ đó thì mục tiêu mua nhà cũng sẽ đến gần hơn với mọi người. Vâng, đúng là như vậy. Thỉnh thoảng thì trên mạng xã hội thì mọi người có đùa vui với nhau rằng là cuộc đời thì phải có tí nợ thì mới chăm được. Thực ra đây chỉ là một câu nói đùa vui động viên nhau thôi. Và việc mua nhà cũng như vậy, đôi khi có một mục tiêu phấn đấu sẽ giúp chúng ta có động lực hơn, còn trẻ còn sức lực, còn nhiều sự lựa chọn trong cuộc sống, và hy vọng rằng là dù lựa chọn con đường nào thì các bạn trẻ cũng sẽ vui vẻ và hài lòng với điều đó. Một làn sóng chỉ trích gay gắt từ các nhà hoạt động môi trường đang nhắm đến việc tỷ phú Elon Musk cho chặt khoảng 500.000 cây xanh để xây nhà máy Tesla tại Đức. Trong quá trình xây dựng nhà máy sản xuất ô tô điện tại bang Brandenburg, hàng trăm hecta rừng tương đương với nửa triệu cây xanh đã bị săn phẳng trong khoảng thời gian từ tháng 3 năm 2020 cho đến tháng 5 năm 2023. Thông tin này ngày càng khiến dư luận Đức thêm sôi sục, khi mà trước đó đã xuất hiện cáo buộc cho rằng là việc xây dựng nhà máy làm ô nhiễm nguồn nước và phá hủy môi trường sống của các loài động vật hoang dã. Thưa quý vị, đã bao giờ quý vị bị sếp gọi điện yêu cầu trả lời một vấn đề liên quan đến công việc mà lẽ ra có thể đợi đến sau kỳ nghỉ cuối tuần hay chưa? Có thể là lúc đó thì bạn đã nhận được rất nhiều email ngoài giờ làm việc, và khi bạn không trả lời thì sếp của bạn sẽ có thể nhắn tin thúc giục. Vâng, và từ ngày hôm nay thì những người lao động Australia sẽ có quyền hợp pháp bỏ qua những cuộc gọi và những tin nhắn hay những email đó. Lý do là từ ngày hôm nay, luật quyền ngắt kết nối chính thức có hiệu lực ở Australia. Luật mới này được thiết kế để mà hạn chế việc email và những cuộc gọi can thiệp vào cuộc sống cá nhân của những người lao động. Thay đổi lớn đã đến với người lao động Australia vì luật quyền ngắt kết nối đã có hiệu lực trên toàn quốc từ hôm nay. Nhân viên từ nay không thể bị phạt vì từ chối đọc hoặc trả lời người sử dụng lao động ngoài giờ làm việc. Những người ủng hộ cho biết luật này giúp người lao động tự tin chống lại sự xâm phạm liên tục vào cuộc sống cá nhân của họ bằng email, tin nhắn và cuộc gọi công việc. Xu hướng này đã tăng lên kể từ khi đại dịch COVID-19 làm xáo trộn ranh giới giữa gia đình và công việc. Chúng ta thực sự ngắt kết nối là rất quan trọng, đặc biệt là trong cuộc sống của tôi, khi tôi có những khách hàng bên ngoài cần liên lạc với tôi, mà chúng tôi không phải lúc nào cũng có cùng múi giờ làm việc. Vì vậy, tôi hoàn toàn ủng hộ luật này. Tôi nghĩ rằng các công ty phải áp dụng và chấp nhận.
Tôi nghĩ rằng nếu bạn thiết lập đúng nhịp độ và văn hóa trong lực lượng lao động, điều đó sẽ mang lại kết quả tốt. Về bản chất, mọi người đều muốn đạt được kết quả trong công việc của họ. Vì vậy, nếu tạo điều kiện cho họ thì sẽ mang lại kết quả tích cực. Theo một cuộc khảo sát năm ngoái, người Australia trung bình làm thêm giờ không công 281 giờ, ước tính tạo ra giá trị hơn 88 tỷ đô la Mỹ. Những thay đổi trong luật lao động hôm nay đưa Australia vào nhóm khoảng 20 quốc gia, chủ yếu ở châu Âu và châu Mỹ Latin có luật tương tự. Pháp là nước tiên phong ban hành các quy tắc vào năm 2017. Tuy nhiên, một số người lao động Australia đã bày tỏ lo ngại rằng lệnh cấm giao tiếp công việc ngoài giờ làm việc sẽ khó thực hiện được. Nói thật thì tôi nghi ngờ luật mới sẽ được đón nhận trong ngành của chúng tôi. Tại sao không? Chúng tôi là người làm việc chuyên môn, chúng tôi được trả lương cao, được kỳ vọng sẽ hoàn thành công việc và chúng tôi cảm thấy mình phải hoàn thành công việc 24 giờ một ngày nếu cần. Vì vậy, điện thoại luôn bật, máy tính luôn bật và chúng tôi luôn đang làm việc. Chính vì thế, để đáp ứng các trường hợp khẩn cấp và công việc có giờ làm việc không cố định, luật mới Australia vẫn cho phép người sử dụng lao động liên hệ với người lao động trong những hoàn cảnh người lao động chỉ có thể từ chối trả lời nếu có lý do chính đáng. Vâng, trong chương trình Chuyển động 24 giờ và vài ngày trước thì chúng ta cũng đã từng nhắc đến chuyện là các bạn trẻ bây giờ thì có ít thời gian để có thể quan tâm đến bản thân và dành thời gian cho những mối quan hệ hay là hẹn hò của mình. Thì cái việc mà chúng ta có quá nhiều những cái công việc mà các bạn đang lựa chọn để làm trong thời điểm này, đặc biệt là khi mà đến ngày cuối tuần cũng vẫn không có thời gian để có thể trả lời những tin nhắn của những cái bạn bè của mình và tập trung nhiều vào công việc, nó cũng là một cái yếu tố ảnh hưởng. Thì tôi nghĩ rằng là khi mà cái luật này được đưa vào áp dụng thì nhiều bạn trẻ cũng sẽ có thêm thời gian để dành cho những cái mối quan hệ chất lượng của mình. Đúng là như vậy, mà không chỉ là ngắt kết nối đâu. Thật ra là một sự thật là rất là nhiều bạn trẻ còn đang phải làm việc ngoài giờ và không được tính thêm lương nữa. Nó cũng là một câu chuyện mà cũng khiến cho người lao động thêm mệt mỏi và nhiều áp lực hơn. Và hy vọng rằng là không chỉ Australia mà rất nhiều quốc gia khác cũng sẽ áp dụng những đạo luật như thế này. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị, theo nguồn tin từ an ninh của Ai Cập, vào ngày hôm qua, vòng đàm phán mới nhất về lệnh ngừng bắn ở dải Gaza của Palestine đã kết thúc tại thủ đô Cairo mà không đạt được những thỏa thuận nào, khi cả lực lượng Hamas và Israel đều không nhất trí với một số điều kiện do các bên trung gian đưa ra. Cả phái đoàn của Hamas và Israel thì đều đã rời Cairo vào ngày hôm qua sau cuộc gặp với các nhà trung gian hòa giải từ Ai Cập và Qatar trong khuôn khổ vòng đàm phán mới nhất về lệnh ngừng bắn ở dải Gaza. Được biết thì các nhà quan chức Mỹ cũng đã tham gia vào cuộc đàm phán tại Cairo cùng với những người đứng đầu cơ quan tình báo và an ninh của Israel. Ai Cập, Qatar cùng với Mỹ đã nỗ lực thúc đẩy các vòng đàm phán trong nhiều tháng qua nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza và trao đổi con tin giữa Israel và Hamas. Hiện các nhà chức trách của Mỹ thì vẫn đang thảo luận với các nhà trung gian hòa giải về những đề xuất mới nhằm thu hẹp khoảng cách giữa Israel và Hamas cũng như là về cơ chế thực hiện kế hoạch ngừng bắn. Thưa quý vị, việc nhảy dù từ độ cao hàng chục nghìn mét chắc chắn là không phải là một bộ môn dành cho những người yếu tim. Thế nhưng mà một cụ bà 102 tuổi ở Vương quốc Anh đã thực hiện thành công môn thể thao đầy mạo hiểm này. Bà tên là Manette Bailey luôn mong muốn có thể thực hiện được những thử thách nhảy dù và bà đã vô cùng hào hứng khi biết tin là mình có thể thỏa mãn được ước mơ ngay sau sinh nhật thứ 102 của mình. Nhiều người dân địa phương đã đến và cổ vũ cũng như là chung vui cùng bà sau cú nhảy thành công. Và nhờ thử thách này thì bà Manette cũng đã gây được quỹ là 9.000 bảng Anh, tức là khoảng 300 triệu đồng cho các tổ chức từ thiện địa phương. Trước đó thì vào sinh nhật lần thứ 100 thì bà cũng đã có cơ hội lái xe trên đường đua Silverstone nổi tiếng của nước Anh với tốc độ lên tới 210 km/h. 50 cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh đã hộ tống vận chuyển trái tim được hiến tặng từ sân bay Tân Sơn Nhất về Bệnh viện Đại học Y Dược kịp thời để các bác sĩ thực hiện ca ghép cứu người. Quãng đường từ sân bay Tân Sơn Nhất đến Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh tuy không quá dài nhưng nhiều khó khăn, đặc biệt là về giao thông trong giờ cao điểm. Tuy nhiên, đoàn xe chở trái tim đã vượt qua mọi trở ngại trong thời gian ngắn nhất có thể để đưa đến bệnh viện kịp thời thực hiện ca ghép cứu người. Trái tim này của một người tại Hà Nội bị chết não do tai nạn giao thông đã được gia đình quyết định hiến tặng. Không chỉ trái tim được hiến tặng cho một người tại thành phố Hồ Chí Minh, hai quả thận của người hiến tặng cũng đã được cấy ghép cho hai bệnh nhân khác tại Hà Nội. Ca ghép thận đặc biệt kéo dài 12 giờ được thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn. Hiện sức khỏe của hai bệnh nhân được ghép thận tiến triển tốt, các chỉ số theo dõi cơ bản ổn định, bệnh nhân tỉnh táo. Người cho chết não ít nhất cứu sống được 6 bệnh nhân cần được ghép tim, gan, thận, giác mạc. Mưa lớn kèm gió giật mạnh,
Để đi qua cây cầu này, các phương tiện gặp không ít khó khăn, đặc biệt là xe máy. Dường như hiểu được điều đó, nhiều lái xe ô tô đã chủ động giảm tốc, đi song song để chắn bớt gió cho người đi xe máy. Thậm chí chiếc xe khách đi ngoài cùng cũng tình nguyện trở thành tường chắn cho các xe đi phía trong. Một hành động nhỏ nhưng đã giúp nhiều người trở về nhà an toàn. Mô hình thí điểm tuyến thu gom rác vừa ra mắt tại đảo Phú Quốc. Giải pháp do Ủy ban Nhân dân phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc và Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam phối hợp thực hiện. Vâng, mục đích nhằm cải thiện môi trường xanh tại đảo Ngọc Phú Quốc và nâng cao ý thức giữ gìn môi trường, hạn chế rác thải nhựa. Mô hình này giúp cho việc thu gom rác thải tập trung hơn và từng người dân cũng có ý thức giữ gìn vệ sinh chung, bỏ rác đúng nơi quy định. Chiều dài tuyến khoảng 200m, có 45 hộ dân sinh sống, là khu vực dân cư dọc bờ sông đang có lượng lớn rác thải. Do từ trước đến nay, khu vực này chưa được xe của đơn vị quản lý môi trường đô thị giao thu gom rác, nên đa phần người dân bỏ rác thải nhựa, khó phân hủy ra môi trường, gây nên tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa trên sông. Sau khi triển khai mô hình này, mỗi ngày thu gom được gần 100 kg rác, trong đó có khoảng 10% là rác thải nhựa. Góp phần nâng cao được cái tỷ lệ thu gom rác trên thành phố, qua đó thì có thể là giảm thiểu được cái lượng rừng rác thải nhựa thất thoát ra môi trường. Hoạt động này còn được đoàn viên thanh niên tình nguyện viên câu lạc bộ Phú Quốc sạch và xanh tích cực hưởng ứng. Truyền cảm hứng lên cho tất cả người dân ở đây cũng như là các bạn tình nguyện viên trẻ sau này có thể ý thức được trong việc bảo vệ môi trường, hạn chế thải rác ra ngoài và hạn chế thải rác xuống sông. Mong những người dân sống chung quanh có một cái ý thức cao và cũng như là để cho cái môi trường xanh sạch đẹp được duy trì lâu dài. Kêu gọi tất cả người dân ở trên địa bàn phường Dương Đông cùng tham gia các cái hoạt động về bảo vệ môi trường, xử lý rác thải sinh hoạt. Khu vực dân cư dọc bờ sông tổ 6, tổ 7, khu phố 8, phường Dương Đông được xem là điểm nóng về rác thải. Từ hôm nay, xe thu gom rác của Ban Quản lý Công trình Đô thị thành phố Phú Quốc sẽ giao thu gom rác mỗi ngày cho người dân. Lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở chính thức ra mắt đến nay đã gần 2 tháng. Tại các địa phương kể từ khi hình thành cho đến nay thì lực lượng này đã tích cực tham gia để đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Và những sự việc liên quan đến an ninh trật tự được giải quyết kịp thời, nhanh chóng, từ sớm, không để phát sinh tội phạm và tạo thành các điểm nóng, ghi nhận của phóng viên Chào Buổi Sáng tại tỉnh Nam Định. Khu đầm canh tác thủy sản xã Xuân Hòa, rộng hơn 30 hectare, 15 hộ dân, cùng phát triển kinh tế từ cách đây hơn 20 năm. Bên trong những làng quê, luôn có những mâu thuẫn vẫn có thể xảy ra. Chẳng hạn như ngay tại đây đã từng có những vụ xô xát, thậm chí đánh nhau, chỉ bởi vì hai chủ đầm tranh chấp nhau nguồn nước dẫn vào đầm. Và khi có lực lượng an ninh trật tự tại cơ sở xuất hiện, họ đã giúp hóa giải những mâu thuẫn, không để mâu thuẫn nhỏ thành những mâu thuẫn lớn. Ngay khi nhận thông tin từ tổ an ninh thôn, chính quyền xã cùng xuống để giải thích, tìm nguyên nhân, đảm bảo quyền lợi hài hòa cho các hộ dân. Có những việc anh em trong khu vực của mình ấy có những cái mà tranh luận nhau, thì được cơ sở như vậy là giải thích, rồi là giải thích và đồng thời tức là cảm hóa từng bên một. Bà Hương 80 tuổi, con trai nghiện ma túy nhiều năm. Ban đầu bà lo sợ giấu kín, nhưng vụ trộm cắp vặt trong nhà rồi trong xóm liên tục xảy ra. Tổ an ninh thôn biết thông tin đã thường xuyên đến nhà và làm hồ sơ đưa con trai bà đi cai nghiện. Nó lấy không còn cái gì. Nhưng mà từ ngày đi đến giờ này tôi khỏe khoắn lên được tí nữa đấy các con, nó mà mẹ khỏe nhưng nó không biết lắm. Tại đây có nhà thờ chính tòa giáo phận Bùi Chu, nơi sinh hoạt tôn giáo của hơn 50.000 người dân của 6 huyện trong tỉnh Nam Định, nơi tổ chức những lễ lớn của đồng bào Công giáo. Cán bộ an ninh cơ sở cùng ban hành giáo trao đổi các thông tin và việc đảm bảo an ninh trật tự trong vùng, nhất là trước các dịp lễ. Cái đoàn kết về xã hội cũng cần, mà giáo hội thì lại còn cần hơn. Mà tinh thần đoàn kết nó là tinh thần đẹp nhất rồi, tinh thần mọi người nên một rồi. Cái vai trò rất là trọng yếu cho như vậy là hỗ trợ cho cái lực lượng công an chính quy thực hiện cái công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cấp cơ sở. Ban ngày các thành viên tổ an ninh cơ sở vẫn tham gia phát triển kinh tế địa phương, đêm xuống lại tranh thủ tuần tra. Một công việc lặng thầm mà đầy vất vả,
không phải ai cũng hiểu hết và nhìn thấy hết. Để làng xóm bình yên, bà con yên tâm lao động sản xuất. Sau 10 năm triển khai, lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, các chiến sĩ mũ nồi xanh của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tích cực tham gia các hoạt động như xây dựng đường xá, cải tạo lớp học, tổ chức dạy học tình nguyện, tổ chức khám chữa bệnh và tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân địa phương. Ở những nơi mà lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam đóng quân thì đều là các quốc gia có tình hình chính trị phức tạp, đời sống người dân rất khó khăn, thiếu thốn. Càng trong gian khó, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ càng tỏa sáng, ghi dấu ấn tốt đẹp trong mắt bạn bè quốc tế và người dân nước sở tại. Đại tá Mạc Đức Trọng là một trong hai sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam đầu tiên lên đường tới Nam Sudan thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc với vai trò sĩ quan liên lạc. Ông cũng là người tiên phong mở đường trong quá trình Việt Nam tham gia sứ mệnh quốc tế, làm mới và tu sửa hàng chục con đường huyết mạch với chiều dài hàng trăm cây số, xuyên rừng, cứu kéo xe sa lầy, xây nhà, xây trường học, xây bệnh viện. Không có nhiệm vụ nào là không hoàn thành. Chúng ta đã giúp dân một cách hết sức và thiết thực và giúp từ trong cái trái tim của người lính ở bộ đội Cụ Hồ. Tất cả những cái việc đó thì đã xây dựng lên những cái hình ảnh mà sự thay đổi trong tư duy, suy nghĩ của dân địa phương về một lực lượng gìn giữ hòa bình, đó là mang đến hòa bình và mang đến an ninh và mang đến cái sự đoàn kết giữa con người với con người. Trở về sau 15 tháng làm nhiệm vụ tại phái bộ, Trung tá Nguyễn Thị Hồng Quyên, nữ quân y của đội công binh số 1 tiếp tục với công việc khám bệnh, cứu người tại Bệnh viện Quân y 5. Những ngày vừa chăm sóc sức khỏe cho đồng đội, vừa cứu chữa người dân địa phương trở thành một kỷ niệm khó quên với chị. Điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, hiểm nguy, gian khó không làm nản lòng những người lính mũ nồi xanh Việt Nam kiên cường. Cái quyết tâm cao, xác định đây là cái nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và quân đội giao, thì dù khó khăn như thế nào thì cũng phải năng động, sáng tạo và khắc phục những khó khăn đấy để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thì ngoài những cái hoạt động chung của đội ra thì còn tham gia các cái hoạt động dân vận để giúp đỡ cho người dân, từ đó lan tỏa cái nét đẹp của người dân Việt Nam cũng như là bộ đội Cụ Hồ. 10 năm triển khai lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, từ hai sĩ quan liên lạc tới nay là gần 1.000 lượt người. Các cán bộ, chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc đều đã thể hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực chuyên môn tốt, năng động, sáng tạo trong xử lý công việc, sẵn sàng vượt khó vươn lên để hoàn thành nhiệm vụ. Quân đội Nhân dân Việt Nam tới đây và giúp đỡ chúng tôi, đúng như những gì mà người dân mong đợi. Họ nhiệt tình và thân thiện, chúng tôi rất yêu mến họ. Sự tham gia tích cực trong các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc đã khẳng định cái thế và lực mới của đất nước, lan tỏa mạnh mẽ và sâu rộng cái thông điệp về một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, nhân văn, coi trọng công lý và lẽ phải, tôn trọng luật pháp quốc tế, tích cực đóng góp có trách nhiệm cho hòa bình trên thế giới.